đô la Mỹ thâu tóm Fitbit. Google vừa chính thức xác nhận mua lại Fitbit với giá 2,1 đô la Mỹ, nhằm loại bớt một đối thủ nguy hiểm trên thị trường thiết bị đeo. Trong lộ trình mở rộng dòng sản phẩm Pixel, thứ duy nhất Google còn thiếu là smartwatch. Bằng việc mua lại Fitbit, Google sẽ khỏa lấp khoảng trống này. Nguồn tin thân cận với Google cho biết, hãng này từng định ra mắt smartwatch Pixel vào năm 2016 nhưng phải hoãn lại, vì quá thiếu tính năng có thể giúp nó bứt phá lên vị trí dẫn đầu. Với Fitbit, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì đã là thương hiệu smartwatch có tiếng trên thị trường. Google không nói rõ kế hoạch cải tổ Fitbit, nhưng không khó mường tượng tương lai của thương hiệu smartwatch này. Không sớm thì muộn, cái tên Fitbit sẽ không còn nữa, hay nói cách khác nó sẽ bị Google nốt chừng. Mặc dù mua lại Fitbit, Google cho biết vẫn không muốn từ bỏ nỗ lực phát triển thiết bị đeo riêng cài sẵn hệ điều hành Wear OS. Một lần nữa, nỗ lực này sẽ chấm dứt sự tồn tại của thương hiệu Fitbit. Fitbit cho biết quá trình sắp nhập sẽ kết thúc trong năm 2020.